trình trinh sát và nắm tình hình, vào lúc 9 giờ 30 phút sáng nay, 11 tháng 8, tại số nhà 53/3 Trần Quốc Toản, thị trấn Liên Nghĩa, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện và bắt quả tang hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và kinh doanh không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tại hiện trường, đội cảnh sát kinh tế Công an huyện Đức Trọng đã lập biên bản và thu giữ 50 can lớn loại 20 lít và 23 can đã chia nhỏ loại 5 lít, chứa dung dịch lỏng màu nâu nghi là nước mắm, với tổng số lượng là 1.115 lít. Ông Trần Văn Quý, sinh năm 1964, ở số 53/3 thị trấn Liên Nghĩa, chủ số hàng nói trên đã không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ, cũng như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh các mặt hàng trên. Ông Quý cho biết đã kinh doanh mặt hàng nước mắm này khá lâu, đặt hàng và vận chuyển từ Bình Định vào bằng xe khách, sau đó để nguyên can 20 lít hoặc chia nhỏ vào can 5 lít, sau đó bán cho các quán ăn, quán cơm trên địa bàn huyện Đức Trọng và thành phố Đà Lạt. Công an huyện Đức Trọng đã tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ số hàng trên, đưa về để tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật. Tháng 7 vừa qua, Bình Phước đã phải công bố dịch quy mô cấp phường, xã, với số bệnh nhân mắc là trên 60 người và có 3 trường hợp tử vong. Đặc biệt là có tới trên 70% số ca mắc tập trung ở độ tuổi từ 8 đến 26 tuổi.